Em chào anh ạ. Chào chú, cô đây có việc gì đấy? Em sinh viên mới ra trường, em đến tìm việc. Anh có việc gì không cho em làm với? À, mời chú ngồi đây. Anh em làm việc. Ngồi xuống đi. Em gửi anh hồ sơ ạ. Hồ sơ à? Thế cứ để đây cho anh. Thế chú biết làm được cái gì? Việc gì em cũng làm được. Thế thì bảo vệ thì bên anh có rồi, lao công tạp cũng có rồi. Thế chú có biết lái xe không? Lái xe chứ gì ạ? Em cũng vừa mới lấy bằng xong. Thằng này khá nhỉ. Thế thì bây giờ đi cùng anh ra kia thử xem nha. À, đi theo anh. Rồi anh mời, mời anh ngồi lên xe. Anh ơi, số tự động à? Hả? Số tự động dễ thế còn gì nữa. Thế không có chết côn hả anh? Thằng Hâm này số tự động làm gì có chết côn. Đạp ga đi. Làm gì mà cứ lò dò ấy. Đạp ga mạnh lên xem nào. Yeah.